Sao giá bất động sản tại Trung Quốc tháng trước vẫn tiếp tục tăng cho dù chính phủ nước này cố gắng hạ nhiệt thị trường nhà và đảm bảo kinh tế tăng trưởng? Theo số liệu của Cục Thống kê Trung Quốc, giá nhà tăng ở 68 trong số 70 thành phố của nước này trong tháng 4. Năm ngoái, giá nhà tăng ở tất cả các thành phố, nhưng năm nay, chính phủ đã kiểm soát giá cả bất động sản tại hai thành phố. Giá nhà ở thủ đô Bắc Kinh tăng 10,3% so với năm ngoái, còn tại trung tâm công nghiệp Thâm Quyến, mức tăng là 11,3%. Tính trung bình, giá các căn hộ mới tại tất cả các thành phố tại Trung Quốc tăng 4,3% so với năm ngoái. Trước nguy cơ bong bóng bất động sản có thể vỡ bất cứ lúc nào, chính phủ Trung Quốc đã thi hành nhiều biện pháp bình ổn giá. Thế nhưng, tình thế tiến thoái lưỡng nan xảy ra khi các biện pháp đó có thể tác động đến mức tăng trưởng vốn đang chậm lại của nước này. Chẳng hạn muốn hạ nhiệt thị trường bất động sản, chính phủ phải thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến các ngành kinh doanh. Giá nhà thành phố tại Trung Quốc không ngừng tăng trong suốt hơn một thập kỷ qua, còn chính phủ nước này dường như vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn kiểm soát giá nhà tăng trưởng kinh tế. Chính quyền địa phương Thượng Hải chỉ đã chỉ thị các ngân hàng không cho cá nhân nào vay tiền để mua ngôi nhà thứ ba, trong khi tại Bắc Kinh, mỗi cá nhân chỉ được phép mua một ngôi nhà. Cả hai thành phố đều áp dụng mức thuế 20% đối với các vụ mua bán bất động sản.